Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phân tích giao dịch kinh tế theo dạng bảng. Chị sẽ để đề bài ở đây nhé. Chúng ta cùng đọc đề bài nào. Các giao dịch trong tháng 8 được thực hiện bởi Vimarico, một công ty kế toán công ở Pháp, được trình bày dưới đây. Lập một phân tích dạng bảng cho thấy ảnh hưởng giao dịch này đối với phương trình kế toán mở rộng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương trình kế toán cơ bản đã. Trước khi mà nhắc đến phương trình kế toán mở rộng thì mình sẽ nhắc đến phương trình cơ bản là tài sản bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu. Cái này thì ai cũng biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc từng nghiệp vụ một để xem cái mức độ mở rộng nó như thế nào nhé. Một này, công ty đã phát hành cổ phiếu phổ thông và thu bằng tiền. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đọc được ngay cái phần là tiền đúng không ạ? Tiền nó nằm ở phần tài sản. Phát hành cổ phiếu phổ thông. Đây, cổ phiếu phổ thông nó chính là nằm trong phần vốn chủ sở hữu, nó chính là vốn cổ phần đấy, đúng không? Nó chính là vốn cổ phần ở trong cái thằng vốn chủ sở hữu này. Đấy. Xuất hiện cái gì thì chị Linh sẽ điền cái đấy nhá. Ở trong nhiệm vụ số 1 này chị mới thấy xuất hiện tiền và vốn cổ phần thôi. Tiền ở đây của chị tăng hay giảm nhỉ? Thu tiền, tức là của chị sẽ tăng thêm tiền là 25.000. Phát hành thêm cái vốn cổ phần này thì tức là vốn cổ phần của chúng ta cũng sẽ tăng 25.000. Dạ. Rồi, nghiệp vụ số 2, công ty mua chịu, gạch chân chữ mua chịu đúng không? Thiết bị văn phòng. Thiết bị văn phòng của chúng ta chính là tài sản, một cái phần mà chúng ta sở hữu và nó có ích thì sẽ gọi là tài sản đúng không ạ? Thiết bị văn phòng bị ảnh hưởng này và mua chịu tức là đang nợ người ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ xuất hiện cái thằng phải trả người bán. Thế thì ở đây phần thiết bị văn phòng mình mua tức là nó sẽ tăng lên, đúng không? Thiết bị văn phòng của mình sẽ tăng lên 7.000. Vào món nợ đối với người bán nó sẽ cũng tăng lên là 7.000 cây chậm. Rồi tiếp theo nghiệp vụ số 3, công ty đã nhận được 8.000 bằng tiền để đổi lấy dịch vụ được thực hiện. Nhận được 8.000 bằng tiền tức là tiền của chúng ta sẽ tăng lên 8.000 rồi. Đúng không ạ? Thế vì sao nhận được ạ? Để đổi lấy các dịch vụ được thực hiện. Khi chúng ta thực hiện dịch vụ cho khách hàng thì chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu đúng không ạ? Doanh thu nằm ở đâu? Doanh thu nó nằm ở phần vốn chủ sở hữu đây. Ta có nhớ là doanh thu trừ chi phí đúng không ạ? Đấy, doanh thu sẽ nằm ở đây. Và doanh thu của mình sẽ tăng hay giảm 8.000 ạ? Tất nhiên là tăng rồi. Chúng ta thực hiện cho khách hàng thì chúng ta sẽ tăng doanh thu lên 8.000. Tiếp theo, nghiệp vụ số 4, công ty đã trả 850 tiền thuê cho tháng này. Thế chúng ta trả tiền tháng này tức là chúng ta mất tiền rồi. Trả bằng tiền, mất tiền 850. Trả tiền thuê. Tiền thuê là doanh thu hay chi phí ạ? Chúng ta đi thuê, chúng ta sử dụng và chúng ta tiêu hao nó đi. Tức là chúng ta đang nhắc đến chi phí. Ở đây chúng ta sẽ trừ đi chi phí đúng chưa ạ? Mất chi phí thì 850 này chúng ta sẽ phải trừ đi cái chi phí 850. Công ty đã trả cổ tức 1.000 bằng tiền cho các cổ đông. Đã trả bằng tiền cho cổ đông, chưa cần nghĩ cái gì sâu xa, nhìn phát thấy tiền ngay đúng không ạ? Trả tiền tức là trừ 1.000 đi, tiền mất đi 1.000 và trả cho cổ đông. Khi cổ đông góp thêm thì nó chính là vốn cổ phần, còn chúng ta trả cho cổ đông tức là nó chính là cổ tức đúng không ạ? Trừ đi cái phần cổ tức ở trong vốn chủ sở hữu này và chúng ta sẽ trừ đi 1.000 cổ tức này khi chúng ta trả cổ tức cho cổ đông. Như vậy nếu như mà điền những cái gọi là làm sao ạ, những cái nó biến động thì chúng ta sẽ điền biến động như thế này, và nếu như để như thế này thì nó sẽ bị rời rạc đúng không ạ? Chúng ta sẽ kẻ nó ở dưới dạng bảng hoàn thiện hơn bằng cách là chúng ta sẽ cần cộng hai cái số này vào. Rồi, chúng ta sẽ kẻ một cái hàng ngang và chúng ta cộng hai cái vế ở bên này vào, xem nó có bằng nhau không nhá. Ở đây chị Linh cộng thì nó sẽ ra là 38.150. Chúng ta cộng hàng dọc ngoài trước cũng được này, cộng cả cái bên này nó sẽ là 38.150. Còn nếu chúng ta cộng hàng dọc, cộng phần tài sản trước, tiền trước đã, cộng từng cái một thì tiền nó sẽ cộng ra là 31.000 150.
thiết bị nó sẽ chỉ có mỗi cái 7.000 này thôi, thiết bị văn phòng 7.000 nhá. Điền dấu cộng vào đây. Bằng này. Phải trả người bán của chúng ta sẽ là 7.000 đúng không ạ? Cộng với 25.000. Cộng với 8.000. Trừ đi 850 và trừ đi 1.000. Sau khi các bạn điền thành gọi là gióng cột dọc xuống, tôi trình bày như này, nó gióng cột dọc xuống. Và chúng ta cộng hai cái vế này, cộng trừ hai cái vế này mà nó bằng nhau, tức là các bạn làm đúng. Còn nếu như mình cộng kiểu gì sau khi phân tích mà mình cộng nó đếch bằng nhau thì nó sẽ là sai nhé. Và nếu như chúng ta cộng như thế này thì chúng ta sẽ ra được đáp án ở đây là 38.150. Vế này cũng sẽ ra 38.150. Và vế này của các bạn cũng sẽ bằng 38.150. Lúc đấy đáp án của chúng ta sẽ được chính xác nhé.